Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Trang Kiều. Số điện thoại của cửa hàng có kết nối với Zalo là 0343 868186. Thì số điện thoại em có để ở góc trên màn hình nha mọi người. Trước khi vào video cũng như thường lệ, em kính chúc mọi người có một buổi chiều tối vui vẻ nha. Ngày hôm nay em lên cho mọi người một lô máy cưa nè, từ sử dụng gia đình tới đi khai thác tầm trung, khai thác gỗ lớn. Anh em hợp nhãn em máy nào thì cứ liên hệ số điện thoại của cửa hàng nha mọi người. Cảm ơn anh em trong thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ cửa hàng em ạ. Thì địa chỉ của cửa hàng nằm gần Ủy ban Nhân dân Cư Huê Ca Đắk Lắk. Anh em nào ở gần có thể tới trực tiếp cửa hàng để xem máy ủng hộ dùng chúng em nha. Mấy cái con máy em báo trên video thì đã, em sẽ báo giá công khai nha mọi người. Có báo giá công khai cho mọi người từng con máy, quay video chi tiết từng con máy cho mình nha. Trước khi gửi hàng đi thì em sẽ có video test nổ garanti nhớt nhau ra ok hết. Em gửi qua cho mọi người nên mọi người yên tâm vấn đề đấy nha. Giá công khai tặng kèm cho mình 3 món phụ kiện đi kèm. Em sẽ ship hàng toàn quốc nha mọi người. Anh em yên tâm thì anh em ở đâu em cũng có thể ship tới nơi được hết nha. Anh em ưng em máy nào thì liên hệ cho cửa hàng rồi chốt cọc em 200.000. Bên em buôn bán có nhận cọc nha mọi người. Thì video nào em cũng có nói bên em buôn bán có nhận cọc. Rồi cho em xin số điện thoại và địa chỉ em gửi máy đi cho mọi người nha. Mấy cái con máy cưa này mọi người thì 100% mấy cái dòng máy em đăng là đều là động cơ 2 thì nha, sử dụng xăng pha nhớt. Thì anh em mua máy á, sử dụng mấy cái dòng nhớt tốt giùm em nha, để tránh cái tình trạng hư hỏng vặt khi đang sử dụng á, nó không đang có nha mọi người. Rồi thì bên em thì cũng có phân phối mấy cái dòng nhớt này. Anh em nào muốn mua máy có luôn nhớt để mình đỡ mất công mình ra tiệm mình test nổ máy á, thì cứ liên hệ cửa hàng em nha. Anh em nào muốn mua giá sỉ, mua số lượng thì sẽ có giá hợp lý cho mình nha mọi người. Vào chủ đề chính thì ngày hôm nay em lên cho mọi người hàng trên thì chuyên sử dụng gia đình, còn cái con 023 thì khai thác bán chuyên nghiệp nha mọi người. Đó, con số 1 đây nha mọi người. Con này là con Echo Green thuộc hàng Nhật nha. Ngoại hình của con máy thì cực kỳ đẹp mọi người, ngoại hình rất là đẹp nha, nồng bọng nè, rất là đẹp luôn, ngoại hình như máy thùng luôn. Con này thì công suất nó 35cc, phù hợp cho anh em sử dụng gia đình. Cái dòng này là chuyên sử dụng gia đình nha mọi người. Cái dòng máy Nhật thì nó option nó đầy đủ cho mình nha. Có nấm vú bơm xăng nằm đây mọi người. Công e gió, e này thì e tự động. Công tắc nằm đây nha mọi người, xuống là tắt nè, lên là mở, xuống tắt. Con này thì có tích hợp cho mình cái nút xả áp ở đây mọi người. Mọi người khởi động máy bấm vào thì giật nó sẽ nhẹ nhàng hơn nha. Đằng sau là chỗ để nhiên liệu xăng pha nhớt, đằng trước là nhớt vô chân làm xích, khóa sên hoạt động ok cho mình. Ngoại hình rất là đẹp nha. Con này thì đi cây lam nguyên bản theo máy nha mọi người, đang chạy chân sên 91, tăng sên nằm ở trên lam luôn. Đây cái lỗ này nè mọi người, tăng sên nằm ở trên lam luôn nha. Tổng chiều dài mặt cắt của con máy là nằm khoảng cỡ 35 đổ lại nha mọi người, cũng khá là phù hợp cho anh em sử dụng gia đình. Cho mấy anh em sử dụng gia đình nè, cắt củi vườn nữa, sử dụng mấy cái con này chạy rất là tiết kiệm xăng. Cái dòng Echo chạy rất là tiết kiệm xăng nha mọi người. Tổng trọng lượng của con máy có cả luôn lam sên đồ vô là nằm khoảng cỡ 4,5 kg nha mọi người, nằm khoảng cỡ 4,5 kg, cũng khá là nhẹ. Rồi em qua phần tiếng nổ của máy cho mình luôn ạ. Con số 1 nha mọi người, con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 2,8 triệu nha, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm là bao gồm tiếp dụ chỉnh cho mình nha mọi người. Em qua con số 2 ạ. Con số 2 là con thuộc dòng Sitting nha mọi người, con này là MS180. Nòng nó 38 ly, công suất gần 32cc, phù hợp cho anh em sử dụng gia đình nha. Con này thì ngoại hình cũng còn rất là đẹp nè. Ngoại hình lắm. Còn đẹp lắm nha. Đồ thì nguyên riêng nguyên bản, đồ phụ tùng thay thế bao la luôn mọi người. Sử dụng hai ốc xích lam này. Đó, gần 32cc,
thuộc cái dòng Sistine thì nó chạy rất là sướng nha mọi người. Anh em sử dụng gia đình hoặc là cắt củi nhẹ sử dụng mấy cái con này cực kỳ ok luôn nha. Hỏa sên hoạt động ok cho mình nè. Đi với nó là đang chạy chân sên 91, đang chạy chân sên mini 91, chân sên nhỏ nha mọi người. Mặt cắt của con máy là nằm khoảng cỡ dưới 30 nha, mặt cắt dưới 30. Phù hợp cho anh em sử dụng gia đình, sử dụng mấy con này rất là ok luôn. Rồi, tổng trọng lượng của con máy có cả luôn lam sên đồ vô là nằm khoảng cỡ 4,5 kg thì cũng tương tự nhau mọi người. Công năng được cái là thằng này là thằng thương hiệu Sistine, thương hiệu lớn á, thì đồ đạc của nó sẽ đảm bảo an toàn cho mình nha mọi người. Thì anh em nào đã sử dụng qua cái dòng Sistine rồi thì cũng biết rồi, đồ nó chạy rất là sướng nha. Sử dụng công tắc kép này. Rồi em qua phần tiếng nổ của máy luôn ạ. Con số 2 nha mọi người, MS180. Con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 3 triệu nha mọi người. 180, 3 triệu bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm cho mình. Con máy ngoại hình khá là đẹp nha, ngoại hình sáng tươi nè. Em xin phép qua con số 3. Con số 3 thì con thuộc dòng Sistine 023 nha mọi người. Sistine 023, con này sản xuất tại Nhật, sử dụng công tắc kép, đằng sau là chỗ để nhiên liệu xăng pha nhớt, đằng trước là nhớt bôi trơn lam xích. Con này thì công suất nó hơn 40cc cho anh em đi khai thác ok rồi, nhưng mà con này là khai thác bán chuyên nghiệp nha, tại nó là lốc nhựa nha mọi người. Hơn 40cc anh em đi khai thác, mà cái dòng này chạy rất là sướng nha mọi người. Rồi tổng mặt cắt 40 độ lại, mặt cắt 40 độ lại nha mọi người. Đang chạy chân sên 91 nha, đang chạy chân sên mini 91 thì em đã để cho mọi người sợi sên mới rồi. Mọi người về chỉ việc sử dụng thôi. Khóa sên hoạt động ok cho mình nè, Sistine 023, công suất hơn 40cc. Con này thì có tích hợp núm vú bơm xăng cho mình, nút xả áp cho mình, giật lên nó sẽ nhẹ nhàng hơn nha. Sử dụng hai ốc xích lam này mọi người, cực kỳ chắc chắn luôn. Ngoại hình của con máy khá là đẹp nha, bộ bọng nè. Đồ thì nguyên riêng nguyên bản cho mình nha mọi người. Đây, ký hiệu có giật xả áp nha. Rồi, tổng trọng lượng của con máy có cả luôn lam sên vô là nằm khoảng cỡ 5,5 kg nha mọi người. Khoảng cỡ 5,5 kg. Thì anh em lấy về đi khai thác bán chuyên nghiệp thì mấy cái con cỡ 5,5 kg này rất là... Thì cái trọng lượng của nó nhỉnh hơn mọi người. Thì cái công suất của nó cũng cao hơn nha. Thì anh em lấy về mấy cái con này công suất nó lớn, anh em đi khai thác đồ sử dụng mấy cái con này thì cái hiệu suất công việc nó sẽ đảm bảo hơn là mấy cái con nhỏ cái nha mọi người. Anh em cứ sử dụng mấy cái con này đi khai thác rất là ok luôn. Đồ phụ tùng thay thế thì rất là nhiều nha. Rồi em qua phần tiếng nổ của máy luôn ạ. Con số 3 nha mọi người, 023, sản xuất tại Đức. Con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 4 triệu nha. 4 triệu bao phí vận chuyển kèm theo 3 món phụ kiện đi kèm. Qua con số 4 nha mọi người. Anh em nào muốn sử dụng mấy cái con máy thuộc dòng Sistine để đi khai thác chuyên nghiệp lóc nhôm thì có thể
nói tới cái dòng 024 này nha, 024 42 ly, công suất 42cc, anh em lấy về đi công đi khai thác cường độ cao nè. Lốc thì lốc nhôm rồi, nó sẽ không bị tình trạng gọi là chảy hoặc là cháy lốc nha mọi người, anh em yên tâm vấn đề đó, sử dụng hiệu quả. Cái công việc của mình làm từ sáng tới chiều nó cũng đảm bảo an toàn cho mình nha. 42cc. Con này thì cái nắp sau nó có bị mẻ xíu đây nha mọi người, không ảnh hưởng gì đâu nha. Ốp lam có một vài vết chóc sơn nè, thì không bể nha mọi người, không bể vỡ, nó chỉ chóc sơn thôi. Mặt tiền khá là đẹp nè. Con này đang chạy chân sên riêng nguyên bản theo máy là chân sên 325 nha. Đi với nó cây lam với mặt cắt là mặt cắt 40 đổ lại nha mọi người. Mặt cắt 40 đổ lại, khóa sên hoạt động ok cho mình. Thì mấy cái con 024 này anh em lấy về đi khai thác chuyên nghiệp á, sử dụng mấy cái con khai thác tầm trung này, nó vừa nhỏ nhẹ nè, năng suất mình làm việc nó cũng hiệu quả nha. Tổng trọng lượng của con máy có cả luôn lam sên đồ vô là nằm khoảng cỡ 6kg nha mọi người, 6kg 42cc, cho anh em lấy về đi khai thác tầm trung, khai thác cường độ cao nha. Rồi em qua phần tiếng nổ con máy luôn ạ. Con số 4 nha mọi người, con này thì cửa hàng 024, con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 5,2 triệu nha, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm. Hitting 024 nha mọi người. Rồi em qua con số 5, con cuối cùng. Con này thì để anh em về đi khai thác chuyên nghiệp nè, lốc lớn, công suất lớn. Con này là 034 nha mọi người. Khóa sên hoạt động ok, 56,4cc, cho anh em lấy về đi cắt gỗ lớn hoặc là xẻ hộp thì anh em nên sử dụng mấy cái con này. Còn xẻ hộp mà sử dụng mấy cái con 024 thì hơi bị ép máy nha mọi người, tại nó dù gì cũng là khai thác tầm trung á. Mặt tiền thêm có giảm tút lại nha mọi người, mặt tiền thêm có giảm tút lại, nhìn cho nó sạch sẽ hơn. Đi với nó là cái lam ring, cái lam bãi á, cái lam Latin nha mọi người, cái đầu lam Latin, cái đầu lam như mới luôn nè. Đang chạy chân sên lớn nha, đang chạy chân sên đại, chân sên 72. Ngoại hình của con máy thì cũng khá là sáng nha. Con này sử dụng hai ốc xích lam này, máy lớn, chân 12 chân lớn nha mọi người. 56,4cc, cho anh em lấy về đi xẻ hộp, đi cắt gỗ lớn thì sử dụng mấy cái con này, nó sẽ đúng mục đích sử dụng của nó nha mọi người. Thì vẫn sử dụng công tắc kép của thằng Sting, đằng sau thì chỗ để nhiên liệu, đằng trước là nhớt bôi trơn lam xích. Em cân luôn trọng lượng của con máy có cả luôn lam sên vô là nằm khoảng cỡ 7kg nha. Em qua phần tiếng nổ của máy luôn nha mọi người. Con số 3, con số 5, 034. Con này thì cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 6,2 triệu nha, 6,2 triệu, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm, cho anh em lấy về để đi khai thác, đi cắt chuyên nghiệp gỗ lớn sẽ hợp. Thì sử dụng mấy cái con này nó đảm bảo năng suất làm việc của mình hơn nha. Rồi thì ngày hôm nay em lên cho mọi người 5 con máy cưa, anh em hợp nhãn cái máy nào có thể gọi điện số điện thoại trực tiếp của cửa hàng hoặc nhắn tin qua bên Zalo giùm em. Em cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ cửa hàng em ạ. Anh em thay thì cho em xin một nút like nha mọi người, một đăng ký kênh, bật chuông thông báo để em lên máy cưa hoặc máy cắt cỏ thì lên để cho anh em lựa chọn những cái con máy phù hợp với mình.
Dạ rồi, em cảm ơn mọi người ạ. Hẹn mọi người video tiếp theo. Chào mọi người ạ.